Vậy là mình vừa mới đổ thêm một lần xăng nữa nha các bạn, là tổng cộng là 4 lần rồi, 200.000 rồi nha. Bây giờ là 11 giờ rồi các bạn, thì còn tầm khoảng 170 cây nữa là tới nhà mình rồi, chắc phải đổ thêm 2 lần nữa, là thêm 100 nữa là 300 đó. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục đi đây. Hello, vậy là mình đã tới được cái tháp Chăm rồi nha các bạn. Các bạn thấy không, hai cái tháp không, xong đã check in cái địa điểm gần cuối còn đèo kẻ nữa là xong. Bình thường là người ta tới đây người ta chụp hình đông lắm, nhưng mà tại vì ở đây hình như là kiểu như dịch, với lại sau Tết người ta đi vô Sài Gòn hết rồi, người ta không đi lên chơi rồi. Alo, 1, 2, 3, 4, alo. Hiện tại là mình đang lên cái đèo Rù Rì nha các bạn. Cái đèo tên là đèo Rù Rì, dài 2 km. Đi sau cái container thì chắc ăn các bạn. Lên đèo, sổ đèo thì cứ đi sau container, hàm hố đi trước nó. Giờ tới miền Trung đây là lạnh rồi các bạn ơi. Trong Sài Gòn nóng mà giờ về tới đây lại lạnh rồi. Ok, thì phía trước mặt mình là đèo kẻ rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu leo đèo. Qua tới đèo kẻ là sẽ tới địa phận Phú Yên, Tuy Hòa. Nhà mình ở gần đó luôn. Ok, nào, cùng đồng hành với mình nha. Nhìn mặt bơ phờ luôn các bạn. Nó sẽ có hai đường nha các bạn. Nếu đi thẳng là sẽ vào cái hầm, còn đi bên này là leo đèo hay sao rồi. Mà hầm này nó cấm xe máy các bạn. Các bạn thấy không, cấm người đi bộ, cấm xe đạp, cấm xe máy, chỉ được xe ấy thôi. Thành ra là phải leo đèo à? Leo đèo đi đường đây đó. Còn muốn mà đi hầm là đi đường kia, còn sớm nên leo ok thôi. Đèo hả? Không biết đường. không biết đường. Không biết đường. Đúng rồi. Anh đi đâu? Anh đi đâu? À, ấy à, đi lên đèo chung cho vui luôn chứ đi mình ngại quá. 85 là Ninh Thuận hả? Ở Ninh Thuận hả? Hồi trước là chưa có cái hầm thì mọi người đều đường này hết. Mà từ khi có cái hầm đều kẻ là nó lưu thông nhanh hơn các bạn. Vì đi xuyên núi mà, còn cái này mình phải đi đèo. Gió ghê á, tính ra người ta đi cũng đông rồi chứ. Tưởng đâu ít là sợ đông là sao. Là đây là chưa. Này đi một hàng rồi, không đi hai hàng. Đây nó ngang nghèo đây. Ồ, vậy là cái khúc kia là khúc dưới chưa phải lên, đây mới lên rồi. Quá vượt luôn hả?
từ đây tới từ cái con đèo đấy tới thành phố Tuy Hòa là 30 cây, rồi từ thành phố Tuy Hòa tới nhà mình 30 cây nữa là 60 cây nữa. Trời ơi, trời ơi là trời, xe dữ ghê. Giờ mình phải chạy thành phố Tuy Hòa về được nhà mình đó, chắc phải mất 2 tiếng nữa. Là kè cuối cùng. Giờ là các bạn biết mấy giờ không? Bây giờ là 3:30 rồi, mà 2 tiếng nữa là 5:30, 6 giờ bây giờ tới nhà. Mà đi từ lúc 2:30 sáng, đúng là lè kè thiệt chứ. Ok, thì mình đã xuống đèo rồi các bạn. Giờ mình đang ở trên đường, đang trên đường đi vô trong thành phố Tuy Hòa. Rồi từ thành phố mới đi về nhà mình. Mình vẫn chưa nói cho mẹ mình là mình đi xe máy về nha các bạn. Để coi thử về thử mẹ mình phản ứng như thế nào. Chắc bà chửi dữ lắm. Theo mình đi về để xem phản ứng như thế nào nha. Không, tại vì mình cũng không muốn nói sợ mẹ lo các bạn. Thôi mình cứ đi vậy thôi. Ok, let's go. Wow, phía trước có công an nha các bạn. Không biết đó có bắt xe máy không, cứ để coi thử thì sao. Vậy mà mình đi từ sáng giờ thấy mấy anh cảnh sát không có bắt xe máy, còn bắt ô tô với lại xe tải được không à. Chết sao? Trời ơi, góp cho con đi dai vậy? Đi mình vậy đi dai. Trời ơi, xe mà góp chứ. Có gì đâu mà góp. Đi cũng có bạn có bia cho xe đi vậy. Cần gì bạn bè, đi một mình cho nó nhanh thôi.